Hello anh em nha. Thì hôm nay mình làm cái clip này á, mình chia sẻ cách vô đồ mà hôm bữa cái bài cốt bún của mình chỉ các bạn. Cái bài cốt bún hôm bữa á là mình chỉ hôm nay mình là mình sẽ chỉ vô đồ đánh cái thịt với đánh cái giải mà ngày xưa mình đánh nha các bạn. Rồi thì trước khi mình hướng dẫn cho anh em đó thì mình quay cái thùng cốt mình mới làm cho anh em coi nha. Không, cái này là chỉ một phần thôi. Thì mình mua sữa về mình để 3 ngày rồi. Thì hôm nay là mình mua sữa với cốt dừa, mình để 3 ngày rồi. Thì hôm nay là mình sẽ gì mình đi mua mua đồ về, mình vô mình làm cốt bún đó mình đánh ha các bạn ha. Ok, để mình quay thùng cốt bún cho các bạn coi nha. Đây thì cái thùng cốt bún của mình làm đây nha các bạn. Đó, đây là dừa với lại sữa với bạn mình để 3 ngày rồi. Thì nó đã lên dáng rồi, lên váng rồi nha các bạn nha. Đó là đó lên rồi nè đấy hả các bạn ha, thì người thật việc thật nói gì làm đó hả các bạn ha. Rồi thì hôm nay anh em thấy cho mình khác cái gì không, mới cắt đầu tóc nha anh em, mới cái đầu tóc hết 50.000 để cho nó bớt nóng xíu, mượt để tóc hơi dài nóng quá đi câu cũng nặng đổ mồ hôi hết. Rồi chờ mình xíu nha, mình đang lục lại cái bí kíp võ công nha các bạn. À rồi đây. Rồi thì trước hết thì mình sẽ hướng dẫn các bạn vô đồ đánh cá thịt trước nha. Nói chung đơn giản lắm. Rồi, 10 cái bún, 8 cái cốt các bạn. Một nắp hương sữa. Thì hương sữa đây. Nói chung là bây giờ hương sữa nó bán rất là nhiều ha các bạn ha. Nè, hương sữa bán rất là nhiều thì các bạn mua nhãn hiệu nào cũng được nha, nhưng mà lưu ý là các bạn thí dụ các bạn đánh thì các bạn đánh chỉ một nhãn hiệu thôi nha, chứ đừng có thay đổi lung tung, thì nó mỗi nhãn hiệu thì nó mùi khác nhau á, thì sợ nó thay đổi cái cục bún nha các bạn, thì cá không quen mùi nó sẽ nó chậm ăn chứ không phải là không ăn các bạn ha. Rồi ok, thì mình nói lại nha, 10 ký bún, 8 ký cốt, một nắp hương sữa, một bịch cháo với lại 200 g cờ no với bạn, 200 g cờ no nha. Nhưng mà mùa này thì mình nghĩ là đang mùa mưa thì các bạn nên quýnh mặn mặn xíu ha, thì tùy tùy hồ với lại tùy các bạn canh chỉnh thôi nha các bạn ha. Đồ đó là bài cá thịt, còn bài đánh giải mà ngày xưa mình đánh này, cốt bún tươi là 10 kg nha các bạn, cốt là 8 kg, bột béo 100 g, 100 g nha, bột béo 3 cây dừa nha các bạn, bột béo tài ký á hả. À, rồi à, da cua là một lóc, da cua nó 5 hũ là một lóc nha các bạn, dừa dắt là 1 kg, dừa vắt nha các bạn, dừa dắt á, dừa dắt lấy cốt là 1 kg nha các bạn đừng nói ra dừa nạo nha, dừa nạo này nó 1 kg thì nó chỉ được 7 7 lạng rưỡi cốt thôi hay sao á ha. Dừa dừa vắt là 1 kg nha, cháo một bịch, còn nó là 200 g, nhưng mà mùa này mình nên nghĩ là đánh 400 g thì tốt hơn các bạn ha, tại này mùa mưa á, nước nó loãng á nên cá nó sẽ ăn mặn hơn các bạn ha. Rồi một hộp phô mai chiết, một hộp phô mai chiết là 8 cục phô mai đơn nha các bạn nha. Ơi đúng rồi, một hộp phô mai chiết là 8 cục phô mai nha các bạn. Một nắp hương sữa nha các bạn, một nắp hương sữa ha, một nắp hương sữa. Rồi ok, thì bài đánh giải của mình là như vậy ha. Rồi thì hôm bữa có mấy ông anh là inbox Zalo cho mình á, thì sao hỏi chưa chỉ cách vô đồ, thì hôm nay thì nói chung là cũng chưa có rảnh, thì mình làm hết clip này xong thì mình sẽ ra ra mình mua đồ mình làm thùng cốt các bạn ha. Rồi thì video mình hướng dẫn cách vô đồ mà cái bài bài cốt hôm bữa mình chỉ thì tới đây mình kết thúc nha. Ok, thì anh em nào mà yêu quý mình thì cho mình một sub lại một like trong clip này nha. Rồi, ok, xin chào anh em. Thì nói chung là mình cũng không biết là có nên chỉ anh em vô cốt hăng hay không nha. Nói chung là lúc đó mình cũng đánh cốt hăng nữa, mà mình mua cốt hăng của Pita. Tại mà bây giờ Pita chết rồi nha các bạn. Thì lúc đó mình có mua cốt hăng của Pita đánh, thì nói chung là mình cũng không biết là nó nên chỉ cái này hay không, tại vì cái đó nó vừa mệt
cái làm cái đó mệt lắm nha các bạn, vô bún mệt lắm. Tại vì mình vô bún thành phẩm xong 4 giờ sáng mình phải dậy, mình trộn cốt hăng vô, xong mình vớt bịch bún lại, mình bỏ bịch bún xong mình mới đi câu lại nha, nên nó hơi cực. Nên mình không có biết là có nên chỉ anh em vô cốt hăng hay không á. Thì nếu mà anh em thích á, thì clip sau thì mình sẽ hướng dẫn anh em là vô cốt hăng, vô bún nha các bạn, vô nha anh em. Rồi thì anh em nào mà cứ comment ở dưới đi, nếu mà anh em thích thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em, còn anh em không thích thì tại vì nó hơi lòng vòng á, nên anh em không thích thì thôi, thì mình sẽ thì anh em cứ làm theo cái cách mà mình chỉ vô đồ á ha, chỉ là cũng là quá ok rồi, quá chuẩn rồi nha các bạn nha. Rồi ok.